cận Tết, chợ hoa phố cổ Hàng Lược lại nhộn nhịp đông vui với lung linh sắc màu. Những dãy hàng hoa đào, cây quất cảnh cùng các chủng loại hoa Tết được bày bán, tạo nên một không gian náo nhiệt mang đậm không khí Tết ở Hà Thành xưa. Cầm cành bích đào đỏ thắm trên tay, bà Đỗ Thị Hồng, hơn 80 tuổi, ở phố Hoàng Đạo Thúy chia sẻ, năm nào bà cũng đi ngắm chợ hoa Hàng Lược, nơi vẫn còn những kỷ niệm ngày bé bà được mẹ cho đi chợ hoa Tết. Vì thế, dù Hà Nội có nhiều chợ hoa, nhưng thói quen mua hoa sắm Tết tại chợ Hàng Lược đã ăn sâu vào tiềm thức. Đó là niềm tự hào, niềm vui mỗi dịp lễ Tết của người Hà Nội. Mỗi ngày là cũng cứ đi đến các chợ hoa, vừa là ngắm, vừa là du xuân và có những cái, ví dụ như chợ quất đẹp, thì mình thấy vừa mắt và hợp lý là mình mua. Nhưng hôm nay cũng thế, lại đi du xuân một lần nữa, cũng vừa đi chơi rồi cũng là vừa để ngắm chợ Tết, thấy cảnh đào đẹp nhật tân ưng ý thì lại mua. Đi chợ như thế này đi ngắm nghía mọi cái nó rất là vui và đón nhận những cái không khí của ngày Tết rất là nhẹ nhàng. Với mỗi người Hà Nội, chợ hoa Tết Hàng Lược đã đi vào tiềm thức, nỗi nhớ của từng người dân thủ đô mỗi khi Tết đến xuân về. Không ít các thế hệ người Hà Nội đã tìm thấy một phần ký ức tuổi thơ của mình khi theo bà, theo mẹ dạo chơi chợ hoa. Một điều đặc biệt ở giữa chợ Hàng Lược là những quầy hàng đồ cổ, đồ xưa cũ như tẩu thuốc, bình vôi, tượng đồng, đèn dầu hình 12 con giáp, hương nến, đồng xu đã thu hút du khách nước ngoài và những người còn nặng lòng với ký ức hoài niệm xưa. Đây ạ, ví dụ cái này là ngọc rồng, ngọc mặt rồng, con thìn, con rồng đấy. Cái này là cũng có từ 20-30 năm đây. Cái này là ngọc mới thôi, không phải ngọc cổ chị nhé. Ngọc mới thôi. Vâng, cái này họ sẽ để đâu? Người ta sẽ làm dây cho đeo. Bây giờ ta hầu ta để trưng bày lại những kỷ niệm xưa. Vâng. Cái đèn kia là đèn dầu này. Cái này đẹp chưa này? Cái này con đèn rồng ạ. Có khoảng 50 năm con đèn rồi. Trải qua thời gian, chợ hoa Hàng Lược đã có nhiều sự thay đổi để thích ứng với nhu cầu của người dân. Chợ hoa đã có những đổi mới trong phương thức tổ chức chợ, sắp xếp nhiều ngành hàng đa dạng, kéo dài suốt chiều dài của con phố Hàng Lược, hàng chai, hàng dươi tới phố Hàng Mã, góp phần làm cho chợ hoa Hàng Lược mang nhiều màu sắc rực rỡ, phong phú hơn khi Tết đến xuân về. Với mỗi người dân Hà Nội, đặc biệt là người dân phố cổ, nơi đây vẫn luôn là điểm hẹn văn hóa, lưu giữ hương vị Tết xưa.